Hello, xin chào anh chị và các bạn. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Nam TV ha. Hôm nay thì kênh của Nam TV có nhận được một cái comment của một một bác không biết là đến từ vùng miền nào. Nhưng mà bác nói rằng là cái may đỏ anh làm cái video chia sẻ. Thật ra thì cũng không có biết nhiều về cái cây may đỏ nhiều các bạn, nhưng mà kể từ vài năm đây thì có thấy đến một cây mai đỏ và quay phim rồi chia sẻ cho bác, và đặc biệt là cũng có mua những cái cây về chơi. Những cây này thì họ bán kiểu như là nhà vườn họ bán dùng từ bán ế, bán không hết, và họ mang vườn về vườn họ để các bác nhé. Đấy thì xong thì họ thuần một năm, tức là mình mua về thì năm nay, thì nếu như hết năm nay thì có nghĩa là nó được 3 năm từ kể từ khi mà người ta mua về này, họ trồng ở vườn và đến mình chơi, tức là năm vừa rồi là em đã chơi Tết, và sau khi chơi Tết thì mang ra vườn. Thì có một bác nói là chia sẻ kinh nghiệm thì cũng không biết là em thấy như nào, thì nói chung là cũng cứ làm cái video để quay và nói chuyện chém gió với các bác như vậy ha. Thực ra thì chơi xong các bác thì cứ mang nó ra bờ rào để thôi. Bờ rào có nghĩa là ở quanh Tây Nguyên á, thì cái mùa khô các bác, mùa khô thì nó rất là mùa khô thì thực sự là nó nắng nóng. Và em để bờ rào có mục đích là nó lấy cái bóng mát của bờ rào là nó che lại cái bóng mát các bác nhá. Thế thì nó cái cây này thì nó cứ đến một cái mùa thay lá đi, thân rụng đi, thì nó đến cái mùa nó ra lá thì nó lại ra nụ. Đấy thì mình chỉ cần không để ý đến một thời gian thì nó ra nụ và nó lại ra hoa. Và hầu như em thấy là cái cây hoa đỏ này, cái mai đỏ này thì nó ra hoa hình như là kiểu như quanh năm các bác. Đấy, nó cũng không, nói chung là nó rất là dễ thôi. Và em trồng như cái chậu thì cái đất đai thì cũng thấy là mình cứ trồng như cái thân đất nhà mình như thế nào thì mình trồng như thế. Đấy các bác thấy không? Này. Các bác thấy là đất này. Đấy đất như thế nào trồng thế, và nói chung là nó cũng không có đẻ nhiều các bác, nhưng mà nó cứ nhìn cái gốc thì nó lớn lên, nó xù xì hơn này. Rồi nó ra lộc và nó ra hoa vậy thôi. Đấy thì cũng thấy là rất là hay. Và đặc biệt thì cứ mỗi lần mà nó ra những cái nụ hoa thì nở những cái bông hoa thì mình thấy cảm giác rất là vui. Nhưng mà thật ra thì cái mùa này là không phải là mùa xuân. Đấy, rồi mùa mưa trong nhà nó cũng bộ đồ đạc nó cũng chật chội, không đưa vào nhà chơi, nhưng mà thấy nó cũng ra lá rồi, nó ra hoa rồi, tiện thể chia sẻ với các bác như vậy thôi. Đấy, chứ còn thật ra cũng bỏ kinh nghiệm, chả có kinh nghiệm gì các bác nhá. Đây mình thấy không, hoa này, cái lá này. Cái mùa này thì nó hơi ít lá, có vẻ như mình cũng hơi kém phân thì phải, cũng chưa thấy nó đẻ ra. Và một trong những cái mà cần phải chú ý các bạn, ở bên dưới này nó cũng có kiểu như là cái lá mà cái kiểu như nó bị nấm á, thì nó rụng rất là nhiều, và chúng ta thì có thể là theo dõi, chúng ta nhổ sớm thì cũng được. Đấy, và bón thì cũng cho nó một ít, y như là cái phân cái ví dụ như cây ăn trái mà mình cho cái loại gì á, thì mình cũng cũng cứ cho nó một ít. Và ở đây thì các bác thấy ở đây có ngâm chuối, kiểu như là để làm gì chuối thì cũng tưới, thì cũng tưới cho nó tí. Đại loại thì mình trồng ở trong cái chỗ mà cái cây của mình á, thì mình cứ làm gì thì mình cũng tưới cho nó tí, thấy nó cũng cứ sống bình thường mà nó phát triển, rồi nó cũng chỗ hoa. Đấy, hoa thì các bác thấy rồi, đấy các bác thấy chưa, hoa nó khá đẹp ha. Một cái vài bông thôi nhưng mà nói chung là nó cũng làm cho cái cảm giác của chúng ta khá là vui. Đấy, thực sự thì khi mà trồng những cái cây mà thấy nó chỗ hoa thì, mà đặc biệt là hoa đỏ thì cũng rất là vui các bạn nhé. À, em nào thì hay có cái gọi là cái niềm vui, mặc dù là nó không có nhiều hoa, nó chỉ cần đơn sơ thôi, nhưng nó ra những cái bông hoa như vậy thì cũng rất là thích đó. Các bác có cảm thấy vui thì hãy comment ha, và để lại cảm xúc nếu như các bác nào có cái góp ý hoặc là những cái chia sẻ gì mà nó hay hơn. Chứ thực sự thì cây là nó có như vậy, em chăm là như vậy, và hoa thì cũng nở như vậy. Chứ còn nói các bác mà có ý kiến khác thì các bác cứ comment. Còn trước đây thì mua cây này thì 300.000 rồi các bác. 300.000 là mua tại vườn. Đấy, mua tại vườn, và họ, tức là mình để ở vườn cho đến lúc mình mang về. Nhưng thực sự thì mình mang về thì mình cũng cứ chăm cho người ta. Tức là trước đây là một cái chậu nhỏ, mình thay cho một cái chậu lớn thì mình có bỏ đất, phân rồi. Nói chung là cái này nó cũng chịu đắm. Thấy là ở dưới đây thì đất cũng khá là mềm này, và cái kiểu nó cũng chịu đắm, và cái giun nó cũng khá nhiều, thì thấy nó cũng phát triển khá là tốt. Đấy thì
thấy thế sao thì nói chia sẻ các bác như vậy, chứ còn thật sự thì cũng không biết chia sẻ như thế nào. Thì em nghĩ là cái đây là một cái cây ghép, nó nghe nó ghép ở một cái cây gì đó và nó cho hoa đỏ, kiểu nó giống hoa mai thì gọi là mai đỏ, chứ còn thật sự thì cũng không biết là cái nguồn gốc của những cái mai mà kiểu như mai đỏ, những cái mai khác thì cái mai những cái mai truyền thống là như thế nào. Nhưng đây là một cái cây ghép các bác nhá. Đấy, thì cũng không phải tạo dáng tạo thế gì, nhưng có sao về là nó cũng cứ chỗ hoa như vậy. Thì chia sẻ với các bác như vậy thôi ha. Đấy, hoa thì cũng nó của nó thì nhắc lại các bác là khá là bền. Khi mà nó ra hoa mà nó tàn đây, nó như thế này, nhưng mà cái quả của nó thì nói chung là nó không có gì bên trong các bạn. Này này, nó là một cái đài hoa rồi nó tàn này thôi chứ không có gì hết. Đấy. Thì đặc biệt là cứ thế nó chỗ hoa lai dai. Nói chung là ở Tết nó được ở 5-7 bông, mà lâu lâu có một cái bông hoa đỏ đỏ này thì cũng rất là vui các bác ha. Đấy. Đẹp chưa? Các bác cận cảnh cho các bác xem lại này. Quay chiều ngực nắng. Đó, các bác thấy không? Cái nhụy hoa này, đặc biệt là cái màu đỏ, nó rất là tươi. Và đặc biệt là khi mà nở các bác nhá, nở mà nó ở ngoài nắng á, thì nó tươi hơn các bác nhá. Chứ kiểu mà nó trong rợp á, là nó cái màu nó không được tươi. Đấy, nó không được đỏ. Cho nên những cái cây mà cái mai đỏ thì chúng ta phải cố gắng là giữ ở một cái trạng thái nó có cả nắng, chứ không phải là chúng ta cứ để trong rợp là được các bác nhá. Đấy, mà khi nó chỗ hoa. Đấy, cho nên là lưu ý các bác như vậy. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và nếu các bác có cảm xúc thì hãy để lại ở bên dưới những cái comment ha. Và xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye.